Vâng, xin chào các anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị các bạn đến với bài học tiếp theo. Và bài học này là một bài học ngắn. Và tôi cũng muốn nói một chút về cái triết lý kinh doanh, đạo đức kinh doanh và văn hóa kinh doanh trong bán lẻ và bán lẻ thời trang. Và tại sao lại có cái bài này? Bởi vì nếu như chúng ta không xác định được cái triết lý kinh doanh, cái văn hóa và đạo đức kinh doanh của chúng ta, và xa hơn nữa chính là cái tầm nhìn kinh doanh của chúng ta, thì chúng ta có thể thành công trong ngắn hạn. Chúng ta có thể kiếm được tiền trong ngắn hạn, nhưng sau đó thì là gì thì chúng ta không biết. Tôi lấy thí dụ, trước đây khoảng độ 2 năm rưỡi trước đây, tại cái thời điểm tôi ghi hình này, lùi lại khoảng 2 năm rưỡi, thì lúc đó Facebook quảng cáo vẫn còn rất là dễ. Và tôi có đi làm tư vấn chiến lược và chạy quảng cáo cho một cái đơn vị. Và cái đơn vị này họ bán rất là thành công. Thời đó bán rất là dễ. Họ bán quần áo, đồ may gia công kiểu mấy cái như rẻ lau ấy, xong thì bán như quần áo, mấy cái áo da mà giả da simili nhập 120 bán 300-400, trông không thể đều, không thể tả được. Túi fake, nước hoa fake, đồng hồ fake. Tất nhiên là fake vẫn có thị trường. Thế thì chạy quảng cáo đơn rất nhiều, mỗi ngày xuất đi hàng trăm đơn, có những thời điểm một ngày chúng tôi xuất đi 600 đến 1.000 đơn hàng, còn bình quân 300-400 đơn hàng một ngày là rất phổ biến. Cho đến bây giờ thì cái tỷ lệ đấy thì mọi người vẫn thấy là cũng có nhiều người làm được, nhưng cũng có những người không làm được. Nhưng mà ngày xưa chúng tôi làm rất là nhiều và chúng tôi bán một thời gian dài. Cái khái niệm chúng tôi ở đây tức là bao gồm là tôi là trực tiếp làm cho người ta. Tôi làm tư vấn và tôi nhận lương, ăn quảng cáo, lương rất là cao. Thế thì khi làm thì cái sản phẩm bán đi, khách hàng mua họ cũng tạm hài lòng bởi vì cái số tiền nó rất là rẻ. 200-300 nghìn cho một cái đồng hồ, 200-300 nghìn cho một chai nước hoa, 200-300 nghìn cho một cái áo, cái váy. Nhưng mà sau đó thì họ không bao giờ mua lại nữa. Và sau một cái quá trình kinh doanh khoảng 1 năm, đơn vị đó có rất nhiều dữ liệu khách hàng, mỗi ngày vài trăm số điện thoại, hàng nghìn cái email, nhưng không thể nào repurchase, tái bán được. Khách hàng không ai quay lại mua thêm một cái gì cả, bởi vì đồ nó đều thế. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Vâng. Thế thì ví dụ như thế về cái triết lý, cái văn hóa và cái đạo đức kinh doanh. Tôi không nói rằng đây là một hoạt động lừa đảo. Hàng fake bây giờ vẫn bán rất nhiều trên thị trường. Tôi không nói như vậy. Tôi nói rằng là nếu như bạn lựa chọn những sản phẩm mà kém chất lượng, bán một lần như thế, bạn sẽ kiếm lời được. Nhưng sau đó thì sao? Thực tế là sau đó thì bây giờ đơn vị đấy cũng sập, không làm được nữa. Hồi đó kiếm được một chút tiền, sau đó là cũng của thiên trả địa hết. Tức là gì, cũng trả cho Facebook, trả cho nhân viên lãi lời một chút, sau đó là đóng cửa vì không thể kinh doanh được tiếp. Cái triết lý kinh doanh không hướng tới tầm nhìn dài hạn, không hướng tới khách hàng, không hướng tới các sản phẩm chất lượng, không hướng tới sự lâu dài, không hướng tới sự uy tín, thực sự là mang cái phong cách chộp giật. Đúng một cái thuật ngữ là chộp giật mà người Việt rất là hay gặp phải đấy. Thế thì cái triết lý kinh doanh ở đây, hay là cái đạo đức kinh doanh, hay là cái văn hóa kinh doanh, hoặc thậm chí là chúng ta phải đề cập đến pháp luật kinh doanh, thì tôi chỉ muốn nói rằng là chúng ta cố gắng hãy lựa chọn những sản phẩm có tính bền vững, những sản phẩm có tính chất tái mua, những sản phẩm mà tốt cho sức khỏe, những sản phẩm tiêu dùng người ta chấp nhận được trong cái số tiền người ta bỏ ra, và càng ngày càng nghĩ cách để cho sản phẩm phải rẻ hơn chứ không phải là đắt. Về nguyên tắc, năng suất lao động tăng là sản phẩm phải rẻ, chứ không có chuyện là sản phẩm tăng. Cho nên các bạn thấy càng ngày mọi thứ càng rẻ chứ không phải là đắt. Thế rồi thì chúng ta hướng tới sức khỏe người lao động, chúng ta hướng tới uy tín danh dự của người bán, chúng ta hướng tới là cái pháp luật của người bán, chúng ta tránh những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Chúng ta kiếm được một chút tiền thì chúng ta lại phải chi trả cho những hoạt động bôi trơn cho thị trường, các hoạt động mà nộp phạt, vân vân. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hết sức thận trọng
và lựa chọn cho mình những cái sản phẩm, những cách thức kinh doanh, mô hình kinh doanh và các vấn đề về pháp lý làm sao nó an toàn cho bản thân, tránh những cái rắc rối liên quan đến pháp lý, trốn thuế, tránh những cái vấn đề liên quan đến lùm xùm, lừa đảo, lừa dối người tiêu dùng, vân vân, thì nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều. Hay là cái tầm nhìn quá ngắn hạn, quá chộp giật. Bây giờ cái thời của kinh doanh là có nghiêm túc tử tế rồi. Người Việt mình bây giờ là cũng kinh doanh tử tế hơn ngày xưa rất là nhiều. Do cái đặc thù là tính tiểu nông, rồi vốn liếng kém, rồi cái tri thức về kinh doanh, tầm nhìn còn hạn chế nhiều, thì trước đây cái tỷ lệ những người mà buôn bán theo hình thức hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng rất là nhiều, bây giờ vẫn còn nhưng đỡ hơn nhiều. Thì nó là cái thời của kinh doanh là tri thức, thời của kinh doanh là kiến thức và kinh nghiệm thực sự, sản phẩm chất lượng, tầm nhìn dài hạn và chiến lược phải linh hoạt. Thế thì tôi cũng chỉ xin phép nói mấy câu, mấy điều về triết lý kinh doanh, đạo đức kinh doanh, văn hóa kinh doanh và pháp luật kinh doanh như vậy, với một lời dặn dò duy nhất là rất mong các anh chị làm đúng, làm tốt, tránh những cái vấn đề rắc rối và mình kiếm tiền chân chính, bài bản, lâu dài, đúng không ạ? Đem lại được các giá trị cho cộng đồng và trở thành một cái thương nhân, thương gia có uy tín. Và ví dụ như tôi chia sẻ kiến thức về business marketing sau hơn 11 năm đi làm, sau quá trình đi học gần 5 trường đại học và tốt nghiệp 4 trường, thì tôi đam mê với cái lĩnh vực này. Tôi đầu tư máy móc, tôi đầu tư studio, tôi đầu tư thiết bị, tôi học hỏi không ngừng và tôi chia sẻ. Có thể là cái thu nhập đến từ cái hoạt động này nó không nhiều, nhưng mà nó bền, nó rất là bền vững, và tôi luôn nuôi sống được bản thân và phát triển được cái kỹ năng lao động của tôi tốt hơn nữa. Đấy là cái triết lý, cái định hướng tầm nhìn dài hạn và đúng đắn, đúng không ạ? Còn chúng ta có thể không giàu có như các tỷ phú, nhưng mà chúng ta có thể nuôi sống được bản thân, giúp đỡ được những người xung quanh. Ví dụ như tôi rất là yêu công việc của mình. Vâng, nếu như mà các bạn đang xem video này, khóa học này, thì các bạn hãy liên hệ với tôi để được trao đổi, trò chuyện và cùng học hỏi lẫn nhau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.